Chào các em. Các em đang xem chương trình Toán lớp 1. Cô là Đỗ Cẩm Vân. Trong giờ học hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về khối hộp chữ nhật, khối lập phương và đồ dùng không thể thiếu của chúng ta trong tiết học này là bộ đồ dùng học toán. Một số đồ vật có dạng như thế này. Các em hãy lấy bộ đồ dùng học toán ra nào. Chuẩn bị đủ đồ dùng rồi, chúng ta bắt đầu vào giờ học nhé. Hãy cùng cô khởi động tiết học bằng trò chơi gọi tên đồ vật. Luật chơi như sau. Trong vòng 30 giây, các em hãy quan sát thật kỹ các vật hiện trên màn hình. Sau 30 giây, bạn nào nêu được tên gọi của nhiều đồ vật nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Các em đã sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu! Thời gian đã hết. Bạn nào nêu được tên gọi các đồ vật mà em nhìn thấy nào? Thưa cô, em nhìn thấy cái Rubik, cái loa, hộp sữa ạ. À, bạn đã nêu được đúng tên gọi của 3 đồ vật. Còn bạn khác thì sao? Thưa cô, em nhìn thấy hộp sữa, Rubik, cái loa, hộp bút chì màu, hộp phấn, hộp gỗ, có chữ A, B, G, A. Ồ, em kể được tên rất nhiều vật. Đó có phải là các vật xuất hiện trên màn hình không? Chúng mình cùng kiểm tra nhé. Có một cái Rubik, một cái loa, ba hộp gỗ ghi chữ A, B, C, một hộp phấn màu, một hộp bút chì màu và một hộp sữa. Như vậy là các em đã nêu được tên gọi của tất cả các vật xuất hiện trên màn hình rồi. Chúc mừng các em đã chiến thắng trò chơi này. Bây giờ, các em hãy quan sát lại các vật có trên bàn. Cô có một thử thách nhỏ dành cho các em. Đầu tiên, hãy nhìn khối hình này. Những đồ vật nào có cùng dạng với khối hình này? Thưa cô, hộp sữa, hộp bút chì màu, hộp phấn ạ. Em có nhận xét gì về các đồ vật còn lại? Thưa cô, các đồ vật còn lại có chút hình dạng ạ. Còn các bạn khác thì sao? Các em có câu trả lời giống như bạn không? Đó là một câu trả lời đúng đấy. Rubik, cái loa, hộp gỗ ghi chữ A, B, C có cùng hình dạng và chúng có cùng hình dạng với khối hình này. Cô khen các em đã tìm được những đồ vật có hình dạng giống nhau để đưa về cùng một nhóm. Các em ạ, hộp sữa, hộp phấn màu, hộp bút chì màu đều có chung một dạng hình học, đó là khối hộp chữ nhật. Đây là khối hộp chữ nhật. Các em nhắc lại theo cô nào. Khối hộp chữ nhật. Thưa cô, khối hộp chữ nhật ạ. Chúng mình cùng nhắm mắt 5 giây để ghi nhớ hình dạng của khối hộp chữ nhật nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Rất tốt rồi, các em đã nhớ chưa nào? Bây giờ, các em hãy thử quan sát xung quanh mình và lấy cho cô một đồ vật hay một vỏ hộp có dạng khối hộp chữ nhật. Thưa cô, em có hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Rất chính xác, cô mời thêm một bạn nữa nhé. Thưa cô, em có hộp bánh có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Rất đúng rồi, các bạn khác hãy tìm tiếp nào. Thưa cô, em có hộp bút có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Ồ, hộp bút là một đáp án đúng. Thưa cô, vỏ hộp thuốc có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Thưa cô, em có hộp giấy ăn có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Các em rất giỏi, cô khen các em đã tìm đúng các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật. Các bạn học sinh đang xem truyền hình, các em đã tìm được đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật chưa? Hãy kể cho người thân nghe về khối hình mà em tìm được nhé. Bây giờ, chúng mình cùng quay trở lại với những đồ vật ở trên bàn. Hãy đếm giúp cô xem có mấy đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật nào. Thưa cô, trên bàn có 3 đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật. Đó là hộp bút chì màu, hộp phấn màu và hộp sữa. Em giỏi quá! Còn các vật ở nhóm hình thứ hai này có tên hình học là gì?
cô bật mí với các em nhé. Đây là khối lập phương Rubik, hộp gỗ ghi chữ A, B, C và cái loa đều có chung một dạng hình học, đó là khối lập phương. Cùng gọi tên hình với cô nào. Khối lập phương. Thưa cô, khối lập phương ạ. Chúng mình cùng nhắm mắt lại trong 5 giây để ghi nhớ hình dạng của khối lập phương nhé. Các em đã ghi nhớ chưa nào? Bây giờ hãy tìm xung quanh các em một đồ vật có dạng khối lập phương và nói cho cô nghe nào. Thưa cô, em có viên xúc xắc có dạng khối lập phương ạ. Rất chính xác. Ngoài viên xúc xắc ra, còn gì nữa nhỉ? Thưa cô, em có hộp quà có dạng khối lập phương ạ. À, rất đúng. Còn gì nữa không các em? Thưa cô, hộp phấn của mẹ em có dạng khối lập phương ạ. Rất chính xác. Còn bạn nào có ví dụ khác nữa không? Thưa cô, em có cái chặn giấy có dạng khối lập phương ạ. Cô khen các em đã tìm đúng các đồ vật có dạng khối lập phương. Như vậy là các em đã nhận biết được các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Chúc mừng các em! Bây giờ, chúng mình cùng quay trở lại những đồ vật trên bàn của hai bạn nhỏ. Hãy xem những đồ vật nào có dạng khối lập phương nhé! Thưa cô, Rubik, cái loa và ba hộp chữ đều có dạng khối lập phương ạ. Hoan hô, em đã tìm đúng các khối lập phương có trên bàn. Tiếp theo, chúng mình cùng đến với một hoạt động quen thuộc. Đó là hoạt động với bộ đồ dùng học toán. Các em hãy đi lấy bộ đồ dùng học toán của mình nào. Các em đã chuẩn bị xong chưa? Hãy lắng nghe yêu cầu của cô và thực hiện cho đúng nhé. Đầu tiên, hãy lấy một khối hộp chữ nhật. Thưa cô, khối hộp chữ nhật của em đây ạ. Em tìm đúng khối hộp chữ nhật rồi đấy. Một thử thách khó hơn nhé. Hãy lấy cho cô 8 khối lập phương. Thưa cô, 8 khối lập phương của em đây ạ. Ồ, em tìm rất nhanh. Với 8 khối lập phương này, đố em ghép thành một khối lập phương lớn hơn. Thưa cô, đây là khối lập phương em ghép được ạ. Em thật là giỏi. Với 8 khối lập phương nhỏ, bạn đã ghép được thành một khối lập phương lớn hơn đấy. Thử thách tiếp theo này. Với 8 khối lập phương nhỏ, em hãy ghép thành một khối hộp chữ nhật. Bạn nào làm được nào? Thưa cô, khối hộp chữ nhật của em đây ạ. Bạn ghép đúng rồi phải không các em? Từ các khối hình này, nếu chịu khó tìm tòi, các em có thể ghép được nhiều các hình khác nhau nữa đấy. Lắp ghép hình rất thú vị các em nhỉ? Cô tin rằng với trí tưởng tượng phong phú và sự sáng tạo của mình, các em sẽ lắp ghép được nhiều hình tuyệt vời nữa đấy. Chúng mình cùng thử xem các em nhé. Hãy xem cô ghép được gì đây. Thưa cô, đây là chữ tờ và chữ hờ ạ. Chữ tờ và chữ hờ được ghép bởi hình khối gì? Thưa cô, chữ tờ và chữ hờ được ghép bởi khối lập phương ạ. Đúng vậy đấy. Em hãy đếm xem để ghép được chữ tờ, chúng ta cần bao nhiêu khối lập phương? Thưa cô, để ghép được chữ tờ, cần có 5 khối lập phương ạ. Em đếm chính xác rồi. Để ghép được hình chữ tờ, chúng ta cần 5 khối lập phương. Thế còn hình chữ hờ, chúng ta cần bao nhiêu khối lập phương? Thưa cô, hình chữ hờ được ghép bởi 7 khối lập phương ạ. Chắc hẳn các bạn khác cũng đếm được 7 khối lập phương phải không? Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng các em! Các em hãy dành thời gian ghép khối lập phương và khối hộp chữ nhật thành các hình mà các em yêu thích nhé! Bây giờ, chúng mình cùng vào phần luyện tập nhé! Hãy chinh phục bài tập đầu tiên nào! Các em hãy quan sát các hình sau và kể tên các đồ vật
có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Chúng mình cùng kể tên các vật có dạng khối hộp chữ nhật trước nhé. Thưa cô, tủ lạnh có dạng khối hộp chữ nhật, bể cá có dạng khối hộp chữ nhật và hộp quà cũng có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Ồ, rất chính xác. Em đã tìm được rất nhiều đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật. Cô khen em. Các em thấy không? Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều các đồ vật khác nhau nhưng lại có chung một dạng hình khối. Đó là khối hộp chữ nhật như chúng mình học hôm nay. Các em có thấy thú vị không nào? Cô cho mình cùng tiếp tục nhé. Hộp khăn giấy, cái xúc xắc có dạng hình gì? Thưa cô, hộp khăn giấy cái xúc xắc có dạng khối lập phương ạ. Đó là một đáp án đúng. Cô khen em. Bây giờ là bài tập thứ 2. Hãy quan sát và cho cô biết những hình nào là khối lập phương, những hình nào là khối hộp chữ nhật. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã hết. Cô mời các em nêu ý kiến. Thưa cô, hình AC, E là khối lập phương, hình BG là khối hộp chữ nhật ạ. Cảm ơn em, cô cũng đồng ý với ý kiến của em đấy. Các hình có dạng khối lập phương là khối hình A, khối hình C, khối hình E. Các hình có dạng khối hộp chữ nhật là khối hình B, khối hình G. Chúng mình cùng đến với bài tập tiếp theo nhé. Hãy xem nhiệm vụ của bài tập thứ 3 là gì nào. Em hãy quan sát và cho cô biết mỗi hình sau được ghép bởi bao nhiêu khối hộp chữ nhật, bao nhiêu khối lập phương. Ai đã có câu trả lời cho phần A? Thưa cô, phần A có 5 khối hộp chữ nhật ạ. Chính xác. Phần A có bao nhiêu khối lập phương? Thưa cô, phần A không có khối lập phương nào ạ. Em trả lời đúng rồi đấy. 5 khối hộp chữ nhật này ghép lại ta được hình gì? Thưa cô, 5 khối hộp chữ nhật ghép lại được hình cái bàn ạ. Đúng rồi, cái bàn xinh xắn này được ghép bởi 5 khối hộp chữ nhật. Các bạn học sinh xem truyền hình có đáp án giống như của bạn không? Chúng mình cùng kiểm tra lại nào. Ồ, đáp án vừa rồi là đúng. Cô khen các em. Chúng mình cùng đến với phần B nào. Hình ở phần B được ghép bởi bao nhiêu khối lập phương, bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Cô, hình ở phần B được ghép bởi 5 khối lập phương và 2 khối hộp chữ nhật ạ. Chúng mình cùng kiểm tra lại nhé. Chúc mừng em đã có câu trả lời chính xác. Cô tin rằng có rất nhiều bạn đã có câu trả lời giống như của em đấy. Bây giờ, hãy xem chú ngựa ở phần C được ghép bởi bao nhiêu khối lập phương, bao nhiêu khối hộp chữ nhật. Thưa cô, chú ngựa ở phần C được ghép bởi 8 khối lập phương, 4 khối hộp chữ nhật ạ. Các em ơi, ý kiến của bạn đưa ra đã chính xác chưa nhỉ? Chúng mình cùng kiểm tra nhé. Bạn trả lời chính xác rồi. Cô tin rằng các em cũng có ý kiến giống như của bạn phải không nào? Đố em, hình ở phần D, khối hộp chữ nhật nhiều hơn hay khối lập phương nhiều hơn?
Thưa cô, hình lập phần D, khối hộp chứa nhận nhiều hơn khối lập phương. Liệu đây có phải là câu trả lời đúng không nhỉ? Chúng mình hãy cùng kiểm tra nhé. Tuyệt quá, em đã đếm chính xác rồi. Đúng là hình ở phần D được ghép bởi 5 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương. Vậy là các em đã dễ dàng vượt qua bài tập số 3. Các em thấy không? Với những khối hộp chữ nhật và khối lập phương, các em có thể lắp ghép sáng tạo ra rất nhiều hình thú vị phải không? Cô tin rằng các bạn học sinh đang xem truyền hình sẽ có những ý tưởng lắp ghép sáng tạo tuyệt vời hơn nữa đấy. Hãy sử dụng các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương lắp ghép thành hình em thích, rồi nhờ ba mẹ chụp hình gửi về cho chương trình nhé. Còn bây giờ, hãy đến với bài tập số 4 để xem bài tập này có làm khó được các em không nhé. Ở bài tập này, các em hãy chọn hình khối thích hợp để thay vào vị trí dấu hỏi chấm nhé. Hãy cho cô biết hình khối còn thiếu ở phần A là hình gì? Thưa cô, hình khối còn thiếu ở phần A là khối lập phương ạ. Vì sao em chọn khối lập phương thay vào vị trí dấu hỏi chấm? Thưa cô, em thấy các hình khối ở phần A lần lượt là khối hộp chữ nhật rồi đến khối lập phương, nên hình khối còn thiếu là khối lập phương ạ. Đúng rồi đấy. Quan sát cách sắp xếp các hình khối ở phần A, ta thấy một khối hộp chữ nhật rồi đến một khối lập phương lần lượt như vậy, nên hình còn thiếu là một khối lập phương. Cô khen các em đã quan sát rất tốt. Nếu tiếp tục xếp thêm hai hình nữa, ta sẽ xếp như thế nào? Thưa cô, nếu xếp thêm hai hình nữa thì em sẽ xếp một khối hộp chữ nhật rồi xếp tiếp một khối lập phương ạ. Cô sẽ xếp theo em nhé. Các bạn khác cùng kiểm tra với cô nào. Cạnh khối lập phương này, ta sẽ xếp một khối hộp chữ nhật, rồi tiếp đến là một khối lập phương. Cô đố tiếp này, khối hình thứ 5 từ phải sang trái là khối hình gì? Thưa cô, khối hình thứ 5 tính từ phải sang trái là khối lập phương ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Khối hình thứ 5 từ phải qua trái đúng là khối lập phương rồi. Em giỏi quá! Đố em, dãy hình khối ở phần B là dãy hình khối gì? Thưa cô, dãy hình khối ở phần B là dãy khối lập phương ạ. Ở phần B, ta sẽ thay dấu hỏi chấm bằng khối lập phương màu gì? Thưa cô, em thay dấu hỏi bằng khối lập phương màu đỏ ạ. Vì sao em chọn khối lập phương màu đỏ? Thưa cô, ở phần B, các khối lập phương được xếp lần lượt là khối lập phương màu đỏ, khối lập phương màu vàng và khối lập phương màu xanh. Khối lập phương màu đỏ xếp sau khối lập phương màu xanh, nên em chọn khối lập phương màu đỏ thay vào dấu hỏi ạ. Cô đồng ý với ý kiến của em. Khi xếp khối lập phương màu đỏ thay vào vị trí dấu hỏi chấm, ta sẽ được dãy khối lập phương được xếp theo thứ tự màu lần lượt là đỏ, vàng, xanh. Vậy là bài tập này không làm khó được các em rồi. Các em thật là xuất sắc. Các em ạ, trong cuộc sống, nếu các em chịu khó quan sát, các em sẽ gặp được rất nhiều các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương đấy. Nào, hãy kể cho cô nghe, em tìm được những đồ vật gì xung quanh em có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương hôm nay chúng mình đã học? Thưa cô, tủ đựng quần áo nhà em có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Ồ, đúng rồi, tủ quần áo thường có hình dạng khối hộp chữ nhật. Cô mời một bạn khác nữa nhé. Thưa cô, viên gạch xây nhà có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Đúng rồi, những viên gạch xây nhà cũng thường có dạng khối hộp chữ nhật. Còn gì nữa không các em nhỉ? Thưa cô, bắn xà phòng tắm của em có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Ồ, em quan sát tốt quá. Rất đúng rồi,
bánh xà phòng cũng có dạng khối hộp chữ nhật. Thưa cô, là ô mai nhà em có dạng khối lập phương ạ. Rất chính xác. Còn bạn nào có ví dụ khác nữa không? Thưa cô, phố hộp bánh cũng có dạng khối hộp chữ nhật ạ. Đúng rồi, còn gì nữa nhỉ? Thưa cô, vào dịp sinh nhật em được tặng một chiếc bánh gato đựng trong hộp giấy có dạng khối lập phương ạ. Cô khen em đã chịu khó quan sát và tìm ra được hộp đựng bánh gato có dạng khối lập phương. Các em thân mến, các hình học mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị phải không? Hãy chịu khó học tập và khám phá xung quanh để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích các em nhé! Xem sớm nhất trên kênh truyền hình giáo dục VTV7 và ứng dụng VTV Go 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Xem và tương tác trên Facebook VTV7 Kids với những trò chơi ôn bài thú vị cho các bạn nhỏ. Xem lại và tìm kiếm nội dung bạn quan tâm trên YouTube VTV7. Các bố mẹ và thầy cô cũng có thể giúp con đăng ký để xuất hiện trong chương trình qua website vtv7.vtv.vn. Vậy là ngày hôm nay, cô trò mình đã được học về khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Hy vọng rằng các em đã có một giờ học thật là bổ ích và lý thú. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Toán lớp 1 nhé.